Hi, hello cả nhà xe đạp Nhật Bản xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là ba con xe cào cào DJ Kuro nhôm thuộc thương hiệu Anbest ha anh em. Đây là ba con xe Nhật Bản nha. Thì con màu xanh này là hôm trước em về ba con đó, thì hai con kia bán rồi, còn một con này. Thì con này là con 26 inch ha, 26 inch đầu nhôm inox. Rồi con xe này mình có lên rồi cho nên anh em có tham khảo thì coi lại ha. Cái này mình chỉ kiểm chỉ quay sơ để anh em biết là còn hàng thôi nha. Con này là màu xanh nè, xe đẹp không nha anh em, xe tuyển đẹp không, nhưng mà nhiều khách thì người ta thích mẫu này, nhiều khách thì người ta thích mẫu kia đó. Cho nên là anh em nào thích mẫu nào thì mình chơi mẫu đó thôi ha. Rồi con thứ hai, con này là 27 inch nha anh em, cái này là Anbest 27 inch nha đó. Cũng đi dây Kuro luôn, cũng là đồ nhôm inox hết đó. Như con này thì 27 inch nè, xe đẹp không nha. Cái này là mình tuyển từng con cho nên về chất lượng cho anh em yên tâm nha. Đó. Xe thì mình ship toàn quốc, trước khi những xe nào bán ra thì mình đều kiểm tra ok hết mình mới cho xe đi nha anh em. Cực đẹp luôn nha, con này 27 inch nha anh em ha. Đó, con bạc nè, ba con xe này ba màu khác nhau cho nên anh em gọi thì cứ nói màu là được. Con bạc 27 inch, xe 3 số DJ Kuro đồ nhôm inox đó. Hàng tuyển chọn, xe ship toàn quốc nha, ở đâu ship cũng được hết đó. Anh bé xe này là con xe nguyên zin luôn nè, đây có chạy sơn xíu đó, chạy sơn xe nội địa đầu nóc nha, nóc sáng trừng, đùm trước là đùm năng lượng nha, đó đùm năng lượng tự phát sáng, đây là đèn, gỗ zin Nhật luôn, gỗ này là gỗ Nhật luôn nha anh em, chứ không phải là gỗ Việt Nam nha. Xe là mình bao đồ Nhật 100%. Rồi đây là con thứ hai, quay tổng thể cho anh em ha. Rồi con thứ ba màu đen, hôm trước là anh em là hỏi xe màu đen nè đó. Con này thì 26 inch giống con màu xanh kia ha. Con này màu đen cũng là dây Kuro luôn, cái đài mấy cái đài Anbest này là nhà sườn nhôm hết nha anh em. Ồ con xe này chớn dữ vậy ta, ghê vậy. Đó mình thắng lại nè nha, thắng bi nè đó. Bấm ra là đứng á, phải những xe này là những con xe hàng tỷ đẹp cho nên anh em yên tâm. Còn mà mua xe cũ thì nói chung ra thì phải chịu một số cái vết rỉ sét chạy trước nha anh em, chứ không phải là như xe mới được. Tại vì xe mới này ở ngoài thì nó bán một chiếc tới 20 triệu, 20 mấy triệu lần, còn về đây thì nó còn có 1/4 giá à. Cho nên là cái lựa chọn mà nếu mà mua một chiếc xe Việt Nam bây giờ cũng 2 triệu mấy 3 triệu rồi, mình thêm nữa tiền vô mua xe này thì đi ngon hơn nè ha, đi ngon hơn nhiều lắm. Cảnh cảnh chi tiết đầu nóc nè anh em, đầu nóc Nhật á, sáng bóng, đùm trước là đùm năng lượng tự phát sáng nè. Đầu nóc bóng đẹp, rồi tổng thể ba con xe cào cào 3 số nhôm. Đây con này là con 26 inch màu đen, đây con bạc 27 inch màu bạc đây con 26 inch màu xanh, đều tất cả đều là 3 số đi về Kuro hết nha. Rồi ok anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0898 3124. Xe đạp Nhật Bản xin chào.